Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, gia đình và fan góc nhìn Hoàng Duy Hùng Ngày 24 tháng 6 năm 2021 Thưa quý vị, trước đây tôi có đưa một thông tin trường nội trú ở tại British Columbia thuộc nước Canada Người ta dùng kỹ thuật mới rà sát ở dưới mặt đất Thì họ mới biết rằng là có khoảng chừng 215 xác của trẻ em đã chôn ở tại trường nội trú này mà trường nội trướng này là từ cuối thế kỷ thứ 19 cho đến đầu năm 1970 là được điều hành bởi các sơ, các linh mục, người công giáo. Thì chuyện đó đã làm cho thế giới chấn động và Đức Giáo Hoàng Francis Đệ Nhất đã gọi đây là một cái sự thương đau cần phải chấn chỉnh. Nhưng Đức Giáo Hoàng Francis không có xin lỗi và hôm nay là ngày lễ Thánh Gioan Tẩy Giả. Xin John the Baptist là người đi tiền hô dọn đường cho đấng cứu thế là Đức Giêsu. Thì giáo hội Roma công giáo nhận thêm một tin chấn động khác còn kinh hoàng hơn. Đó là một trường nội trú khác ở tại British Columbia là trường nội trú Maryville Indian Residential School trường nội trú Maryville Indian Residential School họ mới dùng cái kỹ thuật mà rà bằng điện laser đó thưa quý vị thì họ mới thấy rằng là ở nơi đây trường nội trú này trường nội trú này có chung 750 xác 750 xác trẻ em thì người mà làm cái kỹ thuật này đó ông nói rằng là để cho chắc ăn thì tôi nói rằng là coi như là có thể sai sót 10 phần đi thì cho nên nó là khoảng chừng 600 cứ nói là tối thiểu là 600 trẻ em bị chôn ở đây tin này thật chấn động thưa quý vị ngay trong ngày lễ thánh doan tẩy giả của người công giáo Roma và đó ở nơi đây đó là quý vị cũng còn biết rằng là có những cái người bộ tộc đó tức là ấy thì họ vẫn còn đang có những cái đặc quyền của cái bộ tộc đó, bộ tộc đó bây giờ họ được gọi là quốc gia, quốc gia thứ nhất First Nation. À, quốc gia thứ nhất, the First Nation. Và ông ông mình nói là tù trưởng này, ông ông trưởng của cái quốc gia này là ông Katmus The Law Me Covesi Catmus The Law Me tức là mình nói là ông tù trưởng hay ông bộ ông là ông, ông ông trưởng của cái bộ tộc này đi thì ông cho rằng là đây là một một cái chuyện mà gọi là cho thấy rằng là trước đây dân tộc của ông đã bị này nọ thì ông cho rằng là bây giờ là phải là đã đến lúc là phải nói ra cái câu chuyện của dân tộc ông. ông nói như sao là we want to make sure when we tell our story that we are not trying to make numbers sound bigger than they are. I like to say over 600 just to be sure. ông nói như thế là giàu rằng là thấy được 751 cái xác Nhưng mà tôi chúng tôi không có muốn là giống như là phóng đại nó lên Nó hơn Nên chúng tôi chỉ nói là trên là Coi như 600 thì trở lại tôi chắc ăn Nhưng ông nói như vậy đó Nó cũng là một cái Mà Thế giới cần phải chú tâm đến cái chuyện này Vì người ta dự trù đó là Cái thời gian trước đó thưa quý vị khoảng chừng 150 000 người 150 000 trẻ em đã bị ép đã bị ép đi vào trường nội trú do các sơ các linh mục dòng công giáo điều hành ở tại Canada thì họ nói như vậy là Đức Giáo Hoàng Francis để nhất bây giờ cần phải xin lỗi cần phải xin lỗi những gì đã xảy ra việc xin lỗi là việc bước đầu tiên để mà Hàng gắn lại vết thương Đây là một vết thương lòng lớn Thưa quý vị Xưa kia khi mà Canada Những người Ở bên Âu Châu qua Thì họ nói họ truyền giáo Họ muốn mang đức tin đến Họ muốn là Những người dân địa phương Được hòa đồng vào trong Nền văn minh chung Của nhân loại Thì họ nói rằng là bắt các em trẻ phải đi học các cái trường nội trú của người công giáo do các sơ công giáo các linh mục công giáo điều hành nhưng mà đằng sau cái bề bộ mặt đó thì lại có rất là nhiều điều khuất tất họ nói đó là lạm dụng nhân quyền rồi lạm dụng tình dục nữa các em sống nơi đó phập phòng lo sợ và các em không có quyền con người cứ nói là nhân dân giải phóng nhưng mà thực sự mới là đem cái còng nô lệ mới tinh vi đến cho những người này nên là, là ông tu trưởng của họ đó nói rằng là bây giờ đó là cần phải có cái sự quan tâm hơn nữa về trong cái một cái quá trình khuất tất lịch sử đó của ông gọi cái cái cái, cái bộ tộc của ông là Saskatchewan, Saskatchewan bộ tộc này là cái bộ tộc mà được gọi là First Nation đó vị. Thì uh, ông cho rằng là phải đã đến lúc uh, là chính phủ Canada cũng phải xin lỗi họ, nhưng mà chính phủ Canada cũng phải làm như thế nào để mà bù đắp lại một sự tổn thất quá lớn u uất của lịch sử đó và Giáo hội Thiên Chúa giáo La Mã, Giáo hội Thiên Chúa giáo Roma đó cần phải xin lỗi chính thức. Việc xin lỗi chính thức thì cái vết thương lòng đó nó mới từ từ được xoa dịu và lành lại. Tôi xin nhắc lại một lần nữa là tôi không phải là để tấn công vào Thiên Chúa giáo Roma nhưng đây là những sự kiện được báo chí truyền thông lớn của thế giới loan tin tôi không làm ngơ và cũng chính đức giáo hoàng Francis đệ nhất cũng đã lên tiếng trong cái vụ kỳ trước là 215 xác trẻ em cũng rất lấy làm đau thương nhưng bây giờ thì cái số lớn hơn nữa và họ nghĩ rằng là trên toàn cõi Canada chắc là cái chuyện này sẽ cộng lại rất là nhiều nên họ yêu cầu là phải làm rõ thêm về vấn đề này thì đây không phải là để tấn công vào giáo hội thiên chúa giáo roma mà chỉ là thông tin và mong rằng có một lời xin lỗi chính thức từ đức giáo hoàng francis để nhất nhân dân giáo hội thiên chúa giáo roma đã gây những tội ác lên trên những trẻ em của sắc tộc địa phương ở tại canada giáo hội thiên chúa giáo roma cần phải can đảm nhìn thấy cái sự sai lầm của mình trong vấn đề này và phải đấm ngực ăn năn cũng giống như là đức giáo hoàng john flo đề nghị thánh thánh giáo hoàng đã dám nhìn lại quá khứ để mà xin lỗi ông galilei phải có sự can đảm đó thì giáo hội mới có thể tiến bước được còn không dần dần sẽ bị nhiều người xa lánh chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi với tôi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau